Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Mickey đây. Như mọi người đã thấy, đây là con Lemur Kia 3. Con này thì cũng ra mắt được lâu rồi, nhưng mà trong khi mã nó còn 900k. Nên là mình quyết định mua về trải nghiệm nó xem sao. Nào, cùng mình vào video. Đầu tiên đây là sân rất sử dụng này. Tô vít và lục giác. Bên cạnh còn đây là cắt kép. Đây là sợi dây cáp. Nói chung là phụ kiện thì rất là đầy đủ nhá. Kipner, receiver, phím liên quan kia của chúng ta, bật siêu, 900k, khá là không được cứng lắm. Key cap này là key cap MDA nhé, sẽ là bo tròn này, nó bo tròn bốn cạnh này, núm xoay khá là ok, núm ấy được làm kim loại nhé, thiết kế khá là tinh tế. Với cái màu xám này thì rất là hợp với anh em làm mệnh thổ như mình. Còn ở đây thì sẽ là có cổng Type-C này, rất chuyển 3 chế độ kết nối này. Zim Donkey A3, pin thì là 3000 mAh. Keycap PFT Double Shock khá là mịn. Cái này thì khá là mỏng, cũng được khoảng tầm 1 mini nhé. Switch 3 pin, hành trình khá là ngắn so với cảm giác cảm nhận của mình. Giờ thì chúng ta đi sâu bên trong xem có những cái gì này. Đây là phần để mà để pin. Pin thì được bọc rất là chắc chắn. Hot swap thì được tới từ hãng Gateron. Farm switch là farm XPE. Còn farm rửa thì có thể là có vẻ như là boron. Và nét giống và lết chất liệu giống PET hơn là PC. Đây, về phần đáy thì nó có một miếng cao su nô hóa rất là dày. Mốt start thì mình sẽ dùng 25G0 nhá. Sẽ mic 25G0 mic. Mình sẽ bôi đè lên cái phần stop đó nhé. Đối với con phím giá rẻ này thì mình cũng không cần một cái bài mốt gì nó nhiều lắm, bởi vì nó sẽ dành cho những người bạn mới trải nghiệm thì nên trải nghiệm stop, rồi sau này sẽ lên những con phím cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được nhiều âm thanh khác nhau. Còn những con phím như này thì chỉ cần mốt stop rồi là dùng thôi.